Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 106: Thế tử, Vân Khanh và cuộc hẹn ở dòng suối nhỏ. 1. Lúc phụ nhân Tần Thị nhìn thấy Tạ Thị và Vân Khanh, hơi cử động thân người, Vi Trầm Uyên vội vàng đi qua đỡ bà. Bà muốn đứng dậy chào, Tạ Thị thấy bà như thế, nói: sức khỏe bà không tốt không cần khách khí mau nằm xuống cho đại phu bắt mạch đi tần thị thấy vậy mới lại dựa vào gối vi trầm uyên đắp chăn cho bà đứng ở một bên chờ đại phu nói kết quả bắt mạch tạ thị phát hiện tuy rằng tần thị luôn bệnh nặng áo khoác trên người dù đã sờn cũ bạc màu nhưng vẫn sạch sẽ đệm chăn áo gối đều không ô bẩn trong nhà thế nhưng không có cái mùi tanh tưởi của người nghèo bị bệnh nặng ngược lại có một mùi hoa thoang thoảng theo mùi hương tìm kiếm, ở đầu giường bằng gỗ của tần thị, có một ống trúc làm thành bình hoa, bên trong cắm vài ba cành hoa đào, làm phòng ở sáng rủ hẳn lên. Tần thị theo ánh mắt của bà nhìn thoáng qua, cười nói, đây là ta cho tiểu yên hái vào, để phòng có vẻ sinh động chút, miễn cho không khí trầm lặng. Lúc ốm đau còn chú ý sắp xếp như vậy, có thể thấy được tâm tính tần thị rất tốt. Lại nhìn trong phòng tất cả đều rất sạch sẽ bày biện chỉnh tề, vì Trầm Uyên Bình thường rất chú trọng hình thức, tuy rằng nhà nghèo, nhưng gia giáo cũng không tệ. Một lát sau, đại phu đứng lên, chắp tay nói, lệnh đường bệnh này cùng trần đoán trước đó vài ngày giống nhau, chính là khi sinh con sức khỏe cạn kiệt, sau lại không được chăm sóc tốt, khiến tổn hao nguyên khí, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, dựa theo phương thuốc lão phu kê trước đó mà dùng và nghỉ ngơi, thì không có gì đáng ngại nữa. Nghe trần đoán thế, vi trầm uyên mắt liền sáng rực thân thể nương không có trở ngại gì là tốt rồi hắn chắp tay nói đa tạ đại phu không sao nếu không còn chuyện gì nữa ta phải sang nhà khác trần bệnh rồi đại phu bắt đầu thu thập thùng thuốc đeo lên vai đứng lên cáo tử nói được mời ngài đi thong thả vi trầm uyên đưa đại phu ra cửa trong phòng liền còn lại tần thị cùng mẹ con tạ thị ba người tần thị mới hướng tạ thị nói ta nghe Tiểu Yên nói, hôm nay ít nhiều được mẹ con phu nhân giúp đỡ, đại ân không biết như thế nào cảm tạ. Sau khi bà ngồi dậy, liền nhìn hai người nói, xem ta hồ đồ chưa kìa, vào cửa lâu như vậy vẫn chưa mời hai vị ngồi. Mau mau mời ngồi. Ánh mắt tả thị chuyển qua hai chiếc ghế đơn sơ trong phòng bà, nước sơn phía trên đều chóc ra, nhìn rối loạn lại có vẻ loang lổ cổ xưa, do dự một hồi, cuối cùng vẫn ngồi xuống nói, quý công tử tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu lễ nghĩa, thẩm gia ta vẫn luôn giúp đỡ gia đình nghèo khổ. Hôm nay tiểu nữ biết được chuyện tình trong nhà bà, liền trở về nói với ta, ta bèn tới nhìn xem. Tần thị nhìn đến Vân Khanh đứng ở bên cạnh tạ thị, nàng mặc cầm bào hình Vân Nhạn đang dương cánh, phối với váy áo màu đỏ thiêu hoa hải đường màu vàng, trên đầu búi tóc hình tròn, cài cây châm đính ba chiếc lông chim oanh, thêm một cây châm bích vân có những sợi dây dài uốn lượn, ăn mặc như tùy ý, lại khóe léo hào phóng tới nhà thăm bệnh, màu sắc y phục cũng được chọn lựa rất khéo, lại nhìn khuôn mặt như trăng rằm, làn da trắng mịn như ngọc, so với các tiểu thư trong kinh trước kia bà gặp qua đều xinh đẹp hơn vài phần. Lại nhớ tới chuyện nhi tử đã nói, phát ra ca ngợi từ đáy lòng nói, quý thiên kim thật sự vô cùng xinh đẹp, nhã nhặn lịch sự hào phóng, tâm địa lại tốt, phu nhân thật sự là có phúc khí tốt. Nghe được có người khen nữ nhi của mình, so với trực tiếp khen bà tạ thị nội tâm cao hứng hơn, khách khí nói, đâu có, đây chỉ là đang ở trước mặt người khác mới như vậy thôi, đâu thể so với công tử nhà bà. Sau khi hai người khách sáo vài câu, Vi Trầm Uyên từ bên ngoài đi vào, đối với tạ thị cùng Vân Khanh cúi đầu thật sâu nói, đa tạ thẩm phu nhân cùng thẩm tiểu thư tương trợ. Không cần đa tạ, cũng là do một mảnh hiếu tâm của ngươi thôi. Tạ thị nói, nghe nói người ở thư viện thành tích không tệ nay cũng được 14, nếu có thể, ngươi có muốn đi bạch lộc thư viện học không? Đương nhiên nguyện ý, vì trầm uyên cúi đầu đáp, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt thản nhiên của Vân Khanh, lại rất nhanh thu hồi, chỉ là mẫu thân thân thể ôm bệnh không nhẹ, chỉ sợ không thể rời đi. Tần Thị nghe được có người nguyện ý giúp đỡ Nhi Tử đến Bạch Lộc Thư viện học tập, lại nghe Nhi Tử bởi vì sức khỏe của mình mà không đi, sắc mặt khẩn trương, vội vàng nói, con cứ đi đi bệnh của nương không đáng ngại tạ thị nhìn vẻ mặt của bà hiển nhiên không muốn vì sức khỏe của mình mà cản trở tương lai sau này của con thật ra cùng là mẫu thân ai cũng muốn con mình sống thật tốt ngược lại sinh lòng đồng cảm cười nói bà không cần sốt ruột nếu lệnh công tử nguyện ý đi nay thư viện đã khai giảng ta ở dương châu có một tiểu viện còn trống sân tuy rằng không lớn cũng rất thanh tĩnh thích hợp cho hai người ở cách thư viện cũng không xa có thể mang theo bà cùng đi, việc hắn đến trường và chiếu cố bà không thể chậm trễ cái nào. Không biết bà nghĩ thế nào? Tần thị nghe thế, trong mắt kích động nói không nên lời, bỏ chăn xuống giường đến trước mặt tạ thị quỳ xuống, cảm kích đến hai mắt đẫm lệ nói, phu nhân đại ân đại đức thật sự không lời kể xiết, cho chúng tôi mượn bạc cũng thôi, còn cung cấp sân ở cùng thư viện, nông phụ như tôi thật sự là hồ thẹn không dám nhận. Tạ thị vội vàng đứng lên khẽ đỡ nói, "Không cần như vậy, Thẩm gia chúng ta vẫn đều làm việc thiện, tình cảnh trong nhà phu nhân Thẩm gia đã biết, tất nhiên phải ra tay giúp đỡ, trăm ngàn chớ nên hành lễ, sức khỏe bà còn suy yếu, không thể cử động mạnh, nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt." Một phen khuyên bảo xong, Tần thị mới chịu lên giường, Đại khái bởi vì vừa rồi động tác quá mạnh, tâm tình lại quá kích động, lại bắt đầu ho lên, Vi Trầm Uyên vội vàng vỗ lưng cho bà. Tạ thị hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, ta từ ngày mốt tính quay về thành Dương Châu, nếu các người nguyện ý, liền cùng chúng ta lên đường, thứ nhất có thể chiếu cố lẫn nhau, thứ hai thư viện đã muốn khai giảng, chớ để chậm trễ chương trình học mới tốt. Tần thị che miệng, hít một hơi thật sâu ngừng ho nói, đa tạ phu nhân quan tâm, từ hôm nay chúng tôi sẽ dáng thu xếp hành lý, hiện tại phu nhân cùng tiểu thư vẫn đừng nên đứng ở nơi này nếu lỡ nhiễm bệnh thì ta sẽ rất có lỗi tạ thị vừa rồi cũng có suy nghĩ đó thấy bà mở miệng trước liền tiếp lời nói ta đây liền đi về trước để bọn họ an bài một chút sân kia vẫn đều có người quét tước chừng cỡ ngày kia là có thể vào ở bà nên nghỉ ngơi chú ý sức khỏe của mình được tiểu uyên đi tiễn thẩm phu nhân cùng thẩm tiểu thư thẩm phu nhân thẩm tiểu thư mời vì trầm uyên cúi người đưa hai người đi ra ngoài. Hai cố kiệu còn đang đợi bên ngoài, tả thị lên cỗ phía trước nhìn hắn một cái, mở miệng nói, đem những đồ cần thiết thu thập là được, vốn không cần vội vã như vậy, nhưng mẫu thân ngươi sức khỏe không được tốt, xe ngựa của thẩm gia vững vàng hơn một chút, miễn phải chịu sóc này nhiều. Vi trầm uyên nghe vậy, trong lòng rung động, mấy năm nay bị người xem thường đã thành thói quen, chưa từng nghĩ thẩm phu nhân còn có thể thay hắn lo lắng những chuyện đó, có thể lo lắng chuyện xe ngựa, chỉ có người thật lòng có thiện tâm mới có thể làm được, ngược nghẹn ngào, giọng nói đã trầm đục như vịt lại khàn khan cất tiếng, "Thẩm phu nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Tạ thị mỉm cười, cũng không còn khách khí, gật đầu lên kiệu, dưới cái nhìn của mắt nhiều người, Vân Khanh cũng không cùng hắn nói chuyện khác, gật gật đầu, cũng xoay người lên kiệu. Chương 107: Thế tử, Vân Khanh và cuộc hẹn ở dòng suối nhỏ, 2 Vi Trầm Uyên đợi hai cô kiệu biến mất ở đầu thôn, mới quay đầu vào phòng, Tần Thị lúc này đã muốn ngừng ho, tựa vào đầu giường sắp ngủ, Vi Trầm Uyên nhẹ tay nhẹ chân bước qua, muốn đỡ bà nằm xuống, không ngờ vừa đến gần, Tần Thị liền mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi, "Thẩm phu nhân các nàng đi chưa?" "Đã đi rồi," Vi Trầm Uyên nói, "Nương nếu mệt, mau mau nằm xuống, tránh cho cảm lạnh." Tần Thị lắc đầu, nhìn nhi tử gầy như cây trúc trong gió ở trước mặt thở dài nói, đều là nương sức khỏe không tốt, để con chịu khổ rồi. Nào có, phụng dưỡng nương là chuyện nhi tử nguyện ý làm, cam tâm tình nguyện làm. Vì trầm uyên cười nói, nương lại suy nghĩ nhiều rồi, hơn nữa hiện tại thẩm phu nhân nguyện ý giúp chúng ta, về sau thuốc của nương sẽ không bị ngừng nữa, sức khỏe sẽ như vậy mà tốt hơn. Còn cứ thế mà cam tâm tình nguyện nhận sự giúp đỡ của người khác. Tần thị sắc mặt bỗng nhiên nghiêm lại, tuy rằng vẫn là gương mặt bệnh tật, nhưng lại có vài phần uy nghiêm. Vì Trầm Uyên lập tức nói, không có, Nhi Tử đã nói, là mỗi một khoản bạc đều ghi rõ vào sổ, ngày sau Nhi Tử trưởng thành, nhất định một đồng không thiếu trả lại cho thẩm gia. Thấy hắn nói như vậy, Tần Thị trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà chỉ sợ Nhi Tử cho rằng trên đời này những sự trợ giúp kia đều theo lẽ thường mà làm, thanh âm liền mềm mỏng nói, con biết làm như vậy là tốt, Mặt khác, còn có một chuyện, con nhất định phải đọc sách thật giỏi, thi đậu tú tài, như vậy mới có thể chân chính báo đáp thẩm gia. Vì trầm uyên nao nao, xin nương chỉ dạy. Tần thị thấy trên gương mặt thiếu niên của hắn lộ ra vẻ khó hiểu, mỉm cười, hỏi, con cũng đã biết hôm nay đến là người gì của thẩm gia. Nhi tử đương nhiên biết là thôn chủ của đại thôn trang, phú hảo dương châu thẩm phù. Vì trầm uyên đã sớm nghe được chuyện của thẩm gia. Ân, thẩm gia vẫn luôn là phố hào, gần 10 năm nay đều như thế. Chủ nhân hiện nay đã đem thẩm gia quản lý đến phát triển không ngừng. Bọn họ vẫn làm việc thiện, có thể nói là danh cũng có, tiền cũng có, lại chỉ thiếu một thứ mà ai cũng muốn. Tần thị vẫn chưa nói thẳng ra, mà là hướng dẫn nhi từ tự giải đáp. Vì trầm uyên đầu óc xoay chuyển, kinh ngạc nói, mẫu thân nói là quyền thế. Tiền có, danh có, còn lại đó là quyền thế thẩm gia cũng không có người trên quan trường. Tần thị gật đầu nói, con nói đúng, thẩm phu nhân sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với mẹ con chúng ta như vậy, con ở nông thôn đọc sách cho tới nay đều rất giỏi, nói vậy thẩm phu nhân cũng đã biết, mới vươn tay giúp đỡ. Vừa nói như vậy, trên mặt vi trầm uyên liền hiện ra một tia thất vọng, hắn mới vừa rồi còn đối với tạ thị vô cùng cảm động, nay nghe mẫu thân nói, hình tượng trong lòng đã bị hạ thấp một chút tần thị hiểu con của mình nhất hắn nghĩ gì trên mặt liền hiện ra bèn cười nói con cũng chớ có thất vọng trên đời người đọc sách giỏi không chỉ một mình con nhưng thẩm phu nhân biết tình cảnh của ta và con liền đến thăm còn cung cấp sân cho chúng ta ở lại bà là một người tốt cũng là một người thiện tâm bất quá người sống trên đời cũng sẽ vì mình mà suy tính một hai bà hiện tại giúp con là không suy tính thiệt hơn chỉ là muốn con về sau nếu có trúng cử có thể nhớ đến ân tình của thẩm gia. Có việc thì giúp đỡ một chút mà thôi. Nhi tử tốt rằng tuổi trẻ tài cao, nhưng dù sao cũng lớn lên ở nông thôn, rất nhiều chuyện cùng con mắt nhìn người còn chưa đủ cao, đó cũng là nguyên nhân vì sao bà không có lo lắng mà nhận sự giúp đỡ của Tạ thị, chỉ có ở kinh thị phồn hoa, tiếp xúc càng nhiều người, gặp càng nhiều tình huống khác nhau, tư duy mới có thể trưởng thành, mới có thể hoàn toàn thông suốt những đạo lý trong sách bà không thể để cho cốt nhục của lão gia biến thành một cái nông thôn giã phu. Nhớ tới lời dặn của lão gia năm đó, nội tâm bà liền càng thêm chắc chắn muốn cho nhi tử đọc sách, sau đó trở nên nổi bật. Nghe được mẫu thân nói như vậy, Vi Trầm Uyên trong lòng lại thông thấu rất nhiều, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tần Thị, hắn cảm giác mẫu thân còn hiểu lễ hơn các phu nhân ở nông thôn gấp trăm lần, nếu không phải từ nhỏ sinh trường ở nông thôn, Hắn cảm thấy cử chỉ ngôn ngữ của mẫu thân cũng có vài phần phong cách quý phái. Lắc lắc đầu, Vi Trầm Uyên vì ý nghĩ ngơ ngẩn đột nhiên xuất hiện trong đầu mà thấy buồn cười, nghĩ đến việc có thể đến Bạch Lộc Thư viện học tập, liền nhanh chân đi thu thập đồ đạc, chuẩn bị tốt để từ ngày mai cùng tạ thị truyền đến Dương Châu. Ngồi ở trên kiểu, Vân Khanh dọc theo đường đi đều suy nghĩ một vấn đề, nghe chuẩn đoán của Đại Phu và nhớ tới khuôn mặt của Tần Thị tuy nói nàng học y chưa lâu, nhưng xem sắc mặt này, mặc dù da mặt chuyển vàng, hai mắt lại có thần, không giống người sắp chết. Nhớ rõ ở kiếp trước, nàng cũng nghe được Vi Trầm Uyên nói Tần Thị chỉ cần dùng thuốc và nghỉ ngơi tốt thì sẽ khỏe. Nhưng sau hai tháng Tạ Di cùng Vi Ngưng Tử tới thăm, Tần Thị liền bệnh phát qua đời. Sau đó Tạ Di cùng Vi Ngưng Tử còn giúp Vi Trầm Uyên xử lý tang sự cho Tần Thị, làm Vi Trầm Uyên cảm động mới nhận lời làm con thừa tự của Tạ Di. Nhưng nay nàng cũng dựa vào câu chuyện này, đại phu vẫn chưa nói Tần Thị sức khỏe chuyển xấu, sẽ dễ bị bệnh phát mà qua đời. Theo lý mà nói, Tạ Di cùng Vi Ngưng Tử nếu muốn giả làm người tốt, nhất định sẽ không tiết kiệm tiền thuốc. Chẳng lẽ năm đó cái chết của Tần Thị không phải vì bệnh phát qua đời, mà là bị Tạ Di cùng Vi Ngưng Tử độc chết? Dựa vào bản lĩnh của Vi Trầm Uyên lẽ nào không phát hiện được mẫu thân mình bị độc chết a? À? chuyện kỳ lạ như vậy hắn làm sao có thể không biết kỳ thật vân khanh nghĩ không sai ở kiếp trước vi ngưng tử nhận bạc của nàng lại lấy danh nghĩa của nàng ta đưa cho vi trầm uyên khi trở lại thẩm phủ thì vi ngưng tử nhắc tới chuyện này tạ di nương liền động tâm nàng dưới gối không con tuy nói có một vi ngưng tử nhưng đã là nữ nhi thì sớm hay muộn đều phải gả ra ngoài đến lúc đó không có người ở bên cạnh hầu hạ rất bất tiện lại nghe nói Vi Trầm Uyên đọc sách rất giỏi, liền động tâm suy nghĩ, mượn cớ đi thăm bệnh của Tần thị, nghe đại phu nói Tần thị nếu được chăm sóc tốt sẽ không có trở ngại. Tạ Di lại tiếc bạc làm chuyện tốt vô ích này, hơn nữa Tần thị vẫn còn sống, cho dù Vi Trầm Uyên làm con nuôi của bà, nhưng mẹ ruột người ta vẫn còn đang sống. Bất quá Tạ Di cũng không phải hạ độc độc chết Tần thị, mà là tìm một cơ hội nói với Tần thị nếu bà còn sống với sức khỏe như vậy sẽ hao phí lượng bạc rất lớn, Vi Trầm Uyên đời này cũng chỉ có thể ở quê nhà sống uổng phí cả đời, một nhân tài tốt như vậy lại chỉ có thể mỗi ngày làm việc nông, thật sự là quá lãng phí rồi. Nếu Tần thị chết, không hề liên lụy Vi Trầm Uyên, bà ngược lại có thể lo bạc trợ cấp Vi Trầm Uyên đọc sách thi đỗ khoa cử. Lời nói ám chỉ rõ ràng như vậy, Tần thị sao lại nghe không ra? Ý của tạ di chính là muốn tần thị chết sớm một chút, miễn cho liên lụy nhi tử. Tần thị bị tức đến ngũ tạng bốc lên, lo lắng đến tiền đồ của nhi tử nhưng lại không thể nuốt xuống cơn giận này, vừa tức vừa tủi vì thế bệnh tình truyền nặng. Hơn nữa bà cũng nghĩ tạ di nói đúng, vụng trộm đem phần thuốc mỗi ngày đều đổ bỏ. Một người bệnh vốn đã nặng lại không chịu uống thuốc, một lòng muốn chết, hai tháng sau, tần thị liền như đèn đã cạn dầu mà chết vì Trầm Uyên cũng không biết mọi chuyện, chỉ nghĩ rằng mẫu thân do bệnh truyền nặng mà qua đời, liền ngay cả Vân Khanh cũng không biết thì ra còn có nguyên nhân này. Chuyện của kiếp trước cũng đã qua, kiếp này bởi vì hành động vừa rồi của Vân Khanh mà Tần Thị cũng sẽ không phải chịu uy hiếp của tả di nữa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 108, Thế Tử, Vân Khanh và cuộc hẹn ở dòng suối nhỏ, 3. Trong lúc đắn đo, Cố Kiều đã đến cửa hậu viện của thôn Trang, Tạ Thị cùng Vân Khanh xuống Kiều, sau khi vào cửa, Vân Khanh đi theo Tạ Thị đến chủ viện. Phu nhân đã trở lại, muốn dùng bữa tối hay chưa? Đi qua đi lại thời gian liền trôi qua rất nhanh, lại đến hoàng hôn rồi, hổ phách đi vào hỏi Tạ Thị muốn dùng bữa tối hay không? Tạ Thị bởi vì buổi chiều đi ra ngoài một chuyến, liền có chút mệt mỏi, khẩu vị cũng không tốt, ngừng đầu hỏi Vân Khanh, con đói bụng chưa? nếu đói bụng, ta liền cho các nàng đem đồ ăn bưng lên. Sáng sớm phải đi ra ngoài hái vải nên đã tiêu hao rất nhiều thể lực, giữa trưa Vân Khanh có ăn hai chén cơm, cho tới bây giờ cũng chưa đói lắm, liền kêu làm hai chén cháo và đem hai đĩa điểm tâm lên là được rồi. Hổ phách được dặn dò, lập tức đi ra ngoài phân phó tiểu nha hoàn thông chi đầu bếp nữ đi hầm cháo, Vân Khanh liền chuyển cái ghế tròn ngồi ở bên cạnh tạ thị, giúp bà bóp chân. Tommy cũng thật bình thản a, à, cho tới bây giờ còn chưa tới chỗ ta đây để thỉnh an. Tạ thì híp mắt lại suy nghĩ, trong giọng nói mang theo tia diễu cợt. Vân Khanh nhìn bà một cái, mở miệng nói, nàng ta biết chúng ta ngày mai còn phải ở lại một ngày, đương nhiên vẫn bình thản như không, nếu ngày mai còn chưa đến, thế thì thật sự coi như nàng ta lợi hại rồi. Nàng không tin Tommy sẽ không muốn quay về thành Dương Châu dựa vào tính tình của nàng ta mà có thể ngây người ở nông thôn là chuyện không thể xảy ra chẳng qua là chưa đến giới hạn thì chưa có chịu tìm cớ để nhún nhường mà thôi nhưng thật ra người mà thủy di nương an bài tại sao đến nay vẫn chưa có động tĩnh nàng ta rốt cuộc là có chủ ý gì đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng hổ phách đang dạy dỗ tiểu nha hoàn cho ngươi đến phòng bếp mượn lọ thuốc đến tại sao lại đi lâu như vậy phu nhân một lát nữa vẫn còn phải uống thuốc đấy. Thuốc này là do vấn lão thái gia kê đơn để an thần bổ thân, tạ thị mỗi ngày đều phải dùng. Hôm qua một tiểu nha hoàn không cẩn thận làm vỡ ấm thuốc từ xa mang theo, cho nên ngày hôm nay hổ phách cho nàng ấy đi phòng bếp của thôn mượn đến để hầm thuốc. Tiểu nha hoàn ngập ngừng nói, lúc ta vừa cầm thuốc đến phòng bếp, không cẩn thận đụng phải xuân xảo tỉ tỉ, nàng nói chân của nàng bị chật, ta đỡ nàng đi qua ngồi một hồi cho nên chỉ hoãn thời gian. Vân Khanh nhíu mi, xuân xảo, đây không phải là nha hoàn bên người Tô Mi sao? Ngừng đầu nhìn tạ thị đã muốn ngủ, liền ngừng tay, nhẹ nhàng đi ra bên ngoài. Vừa ra sân, Viên nhìn thấy hổ phách tiếp nhận lọ thuốc cùng gói thuốc kia, đang muốn đem vào phòng bếp để nấu, Vân Khanh đi qua, nhẹ giọng gọi nàng lại, nói, hổ phách, đem lọ thuốc cùng gói thuốc kia đưa cho ta nhìn xem. Hổ phách nhìn nhìn lọ thuốc cùng gói thuốc trong tay, nhớ tới Xuân Sảo là người của Tô Mi, cũng lo lắng, liền đưa qua cho Vân Khanh, nói, đại tiểu thư, thuốc này người xem có vấn đề hay không? Chuyện Vân Khanh trở thành đồ đệ của Vân Lão Thái Gia, trừ vợ chồng thẩm mậu và tạ thị gia, còn có phỉ thúy, hổ phách cùng lưu thúy mấy người biết, những người khác thì đều không biết. Đó cũng là chủ ý của Vân Lão Thái Gia, trước khi được ông đồng ý cho xuất sư, Vân Khanh không thể đối với bên ngoài tuyên bố nàng là đệ tử của ông, để tránh y thuật không thông, nhưng thanh danh bị xung quanh thổi phồng, lại thêm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng, chỉ sợ Vân Khanh chìm đắm trong đó, ngược lại không thể tận tâm học y thuật. Đối với việc này, Vân Khanh cũng rất đồng ý, cây to đón gió, trước khi y thuật của nàng chưa vững, tốt nhất vẫn là không nên khoe khoang. Thần vốn vô tội, trọng thần luôn mang tội chính là đạo lý này, khó tránh khỏi những người khác sẽ bởi vì nàng là đệ tử của vấn lão thái gia mà sinh lòng khiêu khích hoặc ghen tỉ, chẳng phải phiền phức hơn sao. Mở ra gói thuốc, Vân Khanh lấy dược liệu bên trong ra xem xét, lại bốc lên người một chút, lại đem lọ thuốc kiểm tra, rồi trả lại cho hồ phách nói, không sao, ngươi cầm đi cho người hầm đi. Nhưng việc xuân xảo đụng phải nha hoàn của tạ thị, thật sự là trùng hợp sao? Phượng mâu lóe lên tia sáng, vân khanh khóe miệng khẽ nhếch thủy di nương muốn gài bẫy nàng nàng nhưng thật ra muốn vờ lọt bẫy mới có thể không uổng công người ta lập mưu a à. gọi thanh liên dặn dò một chút vân khanh mới xoay người trở vào phòng một lát sau tiểu nha hoàn đem cháo và điểm tâm bưng lên cùng tạ thị ăn một bát cháo vân khanh ngồi một hồi liền trở về đông viện lúc này màn đêm đã buông xuống bầu trời tối đen chỉ có ánh trăng sáng ở trên cao như một viên minh châu tản ra ánh sáng lấn át tất cả ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao vân khanh mặc váy trắng ngang ngực khoác áo ngoài màu trắng ngà đem tay áo giấu ở bên trong đem khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của nàng tôn lên vẻ quý phái thanh thoát phảng phất như nàng tiên dưới ánh trăng phiêu diêu như gió nàng nằm trên xích đu bằng trúc trong viện lặng lặng nghe tiếng côn trùng kêu vang ở xung quanh gió lạnh thổi tới phe phẩy mái tóc xóa dài của nàng đảo qua gương mặt nàng, mang đến một chút ngưa ngứa, nàng lấy tay vén lên tay, ánh mắt như trước nhìn bầu trời. Từ khắp sân nhìn ra ngoài, bầu trời cũng trải dài rộng lớn, cảnh vật như bị nhét vào khuôn thành một khối vuông cứng ngắc, rơi vào trong mắt liền không được linh động như lúc ban ngày. Nàng một tay cầm quạt cung nữ bằng ngà voi chậm rãi phe phẩy, trong đầu xuất hiện cảnh sắc bên đường của vườn trái cây, không bị thúc ép sinh trưởng, lại mang hơi thở hoạt bát khiến người ta chìm đắm trong đó nếu ngày mai chỉ còn có một ngày nàng nhất định phải đi ra ngoài nhìn xem mới được nếu không chẳng phải là lãng phí cảnh đẹp nơi này rồi sao nghĩ đến đây vân khanh liền bất giác chờ mong đến ngày mai đứng dậy đi vào phòng phân phó thanh liên nói ngươi đi tìm hoàng trang chủ cho hoàng tiểu muội sáng mai đến hậu viện trong thôn trang đợi ta thanh liên đáp lời liền đi ra ngoài nã thanh hiếu kỳ nói tiểu thư ngày mai người còn muốn đi hái vải sao? Không hái nữa, ngày mai cho Hoàng Tiểu muội mang ta đi xung quanh xem phong cảnh. Vân Khanh cười nói, bảo nàng ấy đem tóc xõa xuống, nấu nước đi tắm. Đến ngày thứ hai, Vân Khanh thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, trước đi đến chỗ tạ thị thỉnh an, tạ thị biết nàng muốn ra ngoài dạo, không có ngăn cản, chỉ là dặn dò nã thanh cùng thanh liên phải chăm sóc Vân Khanh thật tốt, Hoàng Tiểu muội càng phải cẩn thận chút không nên đi đến nơi hoang vu. Lần này đích thật là đi Du Sơn Ngoạn Thủy, Vân Khanh tâm tình so với hôm qua thoải mái hơn rất nhiều. Hôm nay vẫn như cũ, từ cửa sau hậu viện đi ra ngoài, trừ dòng suối nhỏ vẫn chảy nước róc rách ra, Vân Khanh còn ngẩng đầu nhìn ra phương xa, thấy chung quanh đỉnh núi đều là hoa đào nở rộ trắng hồng, tươi mát đáng yêu, trong không khí cũng ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, so với thẩm phủ thì tươi mát khoáng đạt hơn rất nhiều nàng liên tục hít sâu hai cái sau đó nhìn đầu kia của dòng suối nhỏ nói tiểu muội chúng ta theo suối đi xuống đến bên kia ngắm hoa đào và hoa lê đi được tiểu thư ngay từ đầu ta đã muốn mang người đi qua bên kia rồi theo dòng suối đi xuống nơi đó liền đến bờ sông còn có một bãi cỏ ta thích nhất đi chỗ đó chơi hoàng tiểu muội cao hứng nói nã thanh nhìn dáng vẻ ngây thơ của nàng nhịn không được nở nụ cười Thanh Liên lại nghiêm túc mở miệng nói, "Ngươi thật không biết lớn nhỏ, ở trước mặt tiểu thư nên tự xưng nô tỳ." "Ai, ra ngoài chơi còn nô tỳ nô tỳ, không có ý nghĩa." Hoàng tiểu muội không thèm để ý lời của nàng ấy, nói với Vân Khanh, "Tiểu thư, mau cùng ta đi thôi." Bốn người liền theo dòng suối nhỏ đi xuống, dọc theo đường đi Vân Khanh đều chìm đắm trong cảnh sắc xinh đẹp, nghe Hoàng tiểu muội giới thiệu, nhìn nàng tươi cười hồn nhiên, cùng giọng nói sang sảng, trong lòng thản nhiên sinh ra một sự hâm mộ, nàng từ nhỏ sống ở thẩm phủ, mọi chuyện đều phải theo quy củ mà làm việc, làm sao có thể cười vui vẻ tự nhiên thế này, chơi đùa ầm ĩ, muốn đi đâu thì đi, đây là cuộc sống nàng chưa từng nghĩ tới. Đáy lòng liền quyết định chú ý, hiếm khi được tự do đi ra ngoài như vậy, hôm nay nên thả sức mà chơi thôi. Chương 109, Thế tử Vân Khanh và cuộc hẹn ở dòng suối nhỏ, 4. Chợt đi đến một nơi không có đường, phía trước là một đoạn suối, qua nơi này mới có thể đi tiếp. Cái này làm sao qua a? À? Vân Khanh cau mày hỏi, nàng còn muốn đến phía trước xem hoa nữa nha. Hoàng tiểu muội cười khanh khách, mũi chân nhún một cái, nhảy lên một tảng đá trong dòng suối, sau đó xoay người nói, cứ như vậy mà nhảy qua thôi. Vân Khanh vừa thấy những tảng đá bóng lưỡng, lại nhìn nước suối sâu đến đầu gối, lắc lắc đầu nói, ta sợ ngã vào nước. Hoàng tiểu muội buồn cười nói, người sợ cái gì, tảng đá lớn như vậy, làm sao có thể ngã a. À? Nàng còn làm mẫu ở trên tảng đá nhảy qua nhảy lại, nhảy đến bờ bên kia lại nhảy lại đây nói, nhìn xem, ta một chút cũng không bị gì hết nè. Vân Khanh vẫn không dám, chỉ là hâm mộ nhìn dáng vẻ linh hoạt của Hoàng tiểu muội, quay đầu nói, Nã Thanh, Thanh Liên hai người các ngươi nhảy qua thử xem. Nã Thanh cùng Thanh Liên hai người không phải lớn lên trong phủ, cũng lớn lên từ gia đình nghèo khổ, đối với việc nhảy đá này có lá gan rất lớn, thế vậy cũng im lặng, nhìn bốn bể vắng lặng, đem làn váy vén cao một chút, đi cả nhắc liền nhảy lên tảng đá, vài bước đã nhảy tới bờ bên kia. Tiểu thư, không khó, người có muốn nhảy thử hay không? Nã Thanh hô, Thanh Liên nhanh chóng nhảy trở về bên bờ, đứng ở bên người vân khanh nói tiểu thư người nếu không dám nhảy thì chúng ta không đi hướng này nữa hướng nơi khác đi thôi vân khanh nhìn cỏ cây hoa lá phía trước lại nhìn tảng đá lớn trong dòng suối nhịn xuống sợ hãi trong lòng hai tay nắm chặt lại mở ra vừa nhấc chân kết quả lại thả xuống nàng chưa từng làm qua loại chuyện này a à? đi đường đều là bước từng bước nhỏ nhảy xa như vậy nếu lỡ trượt xuống chẳng phải toàn thân đều ướt đẫm nàng dù sao cũng là tiểu thư khuê các không giống hoàng tiểu muội nã thanh thanh liên các nàng ban ngày dám đi ra ngoài chơi đã là một đột phá hoàng tiểu muội nhìn nàng do dự gấp đến độ hô to tiểu thư của ta a à, người đưa chân liền có thể đứng vững người còn do dự cái gì a à, những tảng đá này đều bằng phẳng như sàn sẽ không té ngã đâu vân khanh nhìn xuống nước bên trong phản chiếu ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi của mình Nàng không khỏi giật mình, chẳng qua chỉ là một dòng suối nhỏ mà thôi, nàng còn sợ, vậy về sau nàng làm sao có thể vì thẩm gia đi đối mặt với tứ hoàng tử, thậm chí là càng nhiều địch nhân, chốt chướng ngại trong lòng đều đột phá không được, vậy thì làm sao bây giờ? Nàng cắn chặt răng, hai tay gắt gao nắm chặt vén lên làn váy, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ đặt chân, mũi chân nhún một cái, nhảy xuống chỗ kia. Giờ khắc này trái tim của nàng bay đến chỗ cao nhất, thân mình cũng nháy mắt bay lên, rơi xuống đất trừ một tiếng vang nhỏ, nàng lại vững vàng đứng ở trên tảng đá, cũng không có đáng sợ như nàng tưởng tượng, cũng sẽ không dễ bị rơi vào trong nước. Nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, Hoan hô nói, ta nhảy qua rồi, thì ra thật sự không khó a, à. chỉ cần nhẹ nhàng nhảy là có thể nhảy tới. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của nàng, Nã Thanh che miệng cười trộm. Thanh liên nhếch miệng lên ở phía sau nhìn nàng, sợ nàng té ngã ở trong nước. Hoàng tiểu muội lại mang theo sự đồng tình nhìn Vân khanh, nghĩ rằng tiểu thư trong thành thật đáng thương a. À. Ngày thường khẳng định không thể chơi đùa, lá gan còn nhỏ hơn so với con kiến, ngay cả nhảy qua một tảng đá đều kích động như vậy. dáng vẻ kia thật giống với khi cha tăng tiền tiêu vặt hàng tháng cho nàng. Đợi lát nữa phải đưa nàng đi chơi nhiều nơi hơn mới được. Vân Khanh tự nhiên không biết Hoàng Tiểu Muội lại đem nàng liệt vào hàng tiểu thư đáng thương. Con chìm đắm trong sự sung sướng khi mình có thể nhảy qua tảng đá kia. Những hòn đá tiếp theo đều là từng bước từng bước nhảy qua. Thuận lợi đến bờ bên kia, Thanh Liên cũng theo sát ở phía sau nhảy lại đây. Nàng không biết là, lúc nàng nhảy qua con suối, còn có một người đứng ở chỗ tối. Thần kinh so với nàng còn muốn khẩn trương hơn, sợ nàng không nhảy qua liền ngã vào trong nước chuẩn bị tùy thời mà anh hùng cứu mỹ nhân, cho đến khi thấy nàng bình yên mà qua được bờ bên kia thì tâm mới dần thả lòng. Từ khi Vân Khanh nhảy qua con suối như khúc mở màn, bốn thiếu nữ dần dần mở lòng ra chơi, vốn tuổi cũng không lớn, ngày thường phải ở trong phòng tuân theo quy củ, lúc này bên cạnh lại không có người nhìn, tự nhiên liền cười đùa vui vẻ. Đến bên cạnh rừng hoa đào, Vân Khanh vui vẻ khi những cây đào này tuy không được người trồng, lại có một cảm giác dã ngoại phong tình trong biển hoa. Cây này xuyên tới xuyên lui một cách tự nhiên, liền hái hai nhánh đào cho thanh liên cầm, đợi lát nữa trở về cắm vào bình hoa. Hoàng tiểu muội không quan tâm chuyện ngắm hoa, nàng mỗi ngày đều xem, nhìn không ra cái gì khác biệt, nhưng lại đem váy buộc tới eo, đem ống quần kéo lên, đi xuống nước, chỉ thấy trong tay nàng cầm một nhánh cây, đối diện mặt nước trong vắt lần lượt đâm xuống vân khanh liền bị động tác của nàng hấp dẫn tò mò đứng ở bên bờ hỏi tiểu muội ngươi đây là đang làm cái gì a à? ta đang xiên cá đợi lát nữa nếu có thể xiên được cá ta nướng cho người ăn hoàng tiểu muội ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào trong nước nhìn trong dòng suối có con cá nhỏ lượn lách trong những khe đá hung hăng đâm nó nước bắn tung tóe thiếu chút nữa bắn lên mặt vân khanh nàng một chút cũng không chú ý tới hưng phấn hỏi, có đâm trúng cá không? Hoàng tiểu muội ánh mắt hụt hẫng, nhìn con cá trong nước bơi đi, lắc đầu nói, không có, ta lại đâm, ngày hôm nay nhất định phải xiên trúng một con cho ngươi nướng ăn. Vân Khanh nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, len lén buồn cười, nàng hâm mộ nhìn hoàng tiểu muội cười dày, nhúng chân ở trong nước, chỉ nhìn như vậy, cũng cảm giác thật lạnh thật thích, nếu nàng có thể nhúng vào thì tốt rồi. Nhưng dù có to gan cỡ nào, nàng vẫn không dám vào ban ngày ban mặt đi cởi giày. Cũng học hoàng tiểu muội đi lấy cây gậy, đem vòng tay gở xuống cho thanh liên cầm, vén tay áo lên, đứng trên một tảng đá trong dòng suối, nhìn thấy cá liền đâm xuống. Nã thanh thấy nàng cũng đi xiên cá, đứng ở một bên tảng đá, liên tục hô, tiểu thư, nơi này có cá. Ai nha, nó rất rào hoạt, chạy đi. Ai nha, tiểu thư, Người tại sao lại không xiên được cá A? À? Vân Khanh là lũ chiến lũ bải, khi bải khi thắng, chạc năm sáu chục cây, cá không chạc được, nhưng thật ra lại đem cá dọa sợ tới mức không dám đến đây, vì thế tức giận lên, nhìn nã thanh nó, giỏi cho nã thanh ngươi, lúc xiên cá cần im lặng, không được dọa đến cá, ngươi như vậy ở bên cạnh kêu, nó còn không phải chạy hết A. À? Nã thanh biết nàng không thực sự tức giận, cũng không sợ, cười hì hì nói tiểu thư là mềm lòng, không nỡ xiên cá nha. Nàng bất quá chỉ đến xem náo nhiệt, ngay cả tiểu muội đều xiên không được con cá rào hoạt này, tiểu thư xiên không được là bình thường. Vân Khanh lại liếc nàng một cái, hừ nói, đi, chúng ta đổi nơi khác xiên. Hoàng tiểu muội ở khúc hạ lưu, bị các nàng náo loạn, cá cũng không thấy, đang muốn bảo các nàng đừng xiên nữa, ngẩng đầu liền nhìn thấy dưới tảng cây lê cách đó không xa, có một vị nam tử phong hoa tuyệt đại đang đứng, khuôn mặt đẹp không thể tả, mặc trường bào màu trắng đẹp đẽ quý giá, lười biếng tựa vào thân cây, một đôi mắt hẹp dài đang nhìn chằm chằm tiểu thư, khóe miệng còn mang theo một nụ cười tà mị. Hoàng tiểu muội không khỏi tim đập loạn nhịp, ánh mắt liếc cũng không dám liếc nhìn nam tử, hắn là khi nào thì xuất hiện, vì sao nàng một chút cũng không có phát giác, hơn nữa, trên đời này thậm chí có người đẹp như vậy sao? Cánh mũi cao thẳng, môi hồng nhuận, so với vi ca ca của nhà mẹ tần đại con dễ nhìn hơn nhiều. Hắn chẳng lẽ không phải, không phải là người A. À? Nhớ tới thường ngày ca ca nàng thường hay kể chuyện ma hồi xưa, bên trong có yêu tinh ăn thịt người có bề ngoài rất ưa nhìn. Hoàng tiểu muội lại sợ hãi, chẳng lẽ hắn không phải người, là quỷ. Không đúng, không có quỷ nào lại đẹp như vậy, là yêu tinh rồi. Nghe nói yêu tinh chuyên ăn nữ hài tử xinh đẹp, tiểu thư của ông chủ bộ dạng xinh đẹp như vậy, cho nên hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thư của ông chủ, là muốn ăn luôn nàng sao? Không thể, nếu tiểu thư của ông chủ bị ăn, cha sẽ đánh chết nàng. Nghĩ đến đây, hoàng tiểu muội cầm gậy gộc trong tay quăng về phía nam tử, xoay người đối với Vân Khanh nói, tiểu thư chạy mau, có yêu tinh muốn tới ăn thịt người. chương 110, Vân Khanh thế tử huyền ương hí thủy, 1 giọng hoàng tiểu muội vốn đã lớn giờ còn la toáng lên như vậy nên khiến vân khanh đang đứng trên tảng đá giật bắn cả mình ban ngày ban mặt làm gì có yêu tinh quay đầu lại nhìn thì thấy ngự phượng đàn đang khoanh tay trước ngực thong thả bước từ tảng cây âm u ra ngoài gương mặt đoạt lòng người kia từ trong bóng dâm dần dần hiện ra trước mặt mọi người ánh dương quang vàng rực chiếu vào mặt hắn khiến cho toàn thân hắn như bừng sáng rực rỡ sao ngự phượng đàn lại có thể xuất hiện ở đây đây là nông thôn nha, có quan hệ quái gì đến một cần vương thế tử như hắn đâu. Đừng nói là hắn không có việc gì nên chạy tới nơi này thưởng thức phong cảnh nha. Đúng là đáng ghét, Vân Khanh cầm nhánh cây trong tay, dùng sức đập mạnh lên mặt nước vài cái. Hoàng tiểu muội đã sắn quần rắt váy để chân trần chạy trên thảm cỏ. Nhưng khi thấy ngự phượng đàn đi ra dưới ánh mặt trời rồi mà không bị hóa thành cho thì lập tức cẩn thận nhìn đi nhìn lại vài lần, rồi mặt đột nhiên đỏ ửng lên nhanh chóng keo ống quần thả váy xuống dưới rồi mới lắp bắp hỏi ngươi là ai sao lại chạy tới đây nhìn lén sao không kêu ta là yêu tinh nữa à ngự phượng đàn nhìn vẻ hồn nhiên của hoàng tiểu muội trước mặt mỉm cười hỏi ngươi không sợ ánh mặt trời yêu tinh quỷ quái đều sợ ánh mặt trời hoàng tiểu muội còn nghiêm trình giải thích sau đó lại hỏi nói mau ngươi là ai sao lại chạy đến đây nhìn lén Thật là một tiểu nha đầu có tâm bảo vệ người khác. Ngự Phượng đàn cười nhạt, mắt ánh lên nét tinh quái, hướng tới Vân Khanh nói: "Ta là ai à? Thế thì nên hỏi tiểu thư của các ngươi kia." Hoàng tiểu muội hồ nghi quay đầu nhìn sang Vân Khanh thì thấy nàng đang ngồi xổm trên tảng đá, đưa mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Ngự Phượng đàn, nhánh cây trên tay tức tối quật mạnh xuống mặt nước. Lực quất cũng không nhẹ chút nào, cứ như là đang quật vào nam tử trước mặt này vậy. Thải Thanh đứng một bên đã mở miệng dò hỏi, tiểu thư, người biết hắn chứ? Vân Khanh nhếch khóe miệng, không trả lời tiếng nào mà vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng ghét của hắn. Tên yêu tinh Ngự phượng đàn chết tiệt này, đến đây du sơn ngoạn thủy thì cũng được đi, sao lại cố tình chạm mặt nàng thế này, đã vậy nàng còn bị hắn nhìn thấy hết dáng vẻ khi thoải mái vui chơi nữa chứ? Đúng là thực đáng ghét mà. Nàng tức tối thu hồi tầm mắt, đứng lên, nâng cầm nghênh ngự phượng đàn một cái ai biết ngươi là ai ta không biết ngươi thải thanh nghe ngữ khí của tiểu thư thì cảm thấy trong đó có một tia tức giận rõ ràng đây không phải là cách nói khi không biết người ta là ai nàng liền đưa mắt nhìn sang thanh liên dùng mắt ra ý hỏi ngươi có biết nam tử này không thanh liên cầm hai cành hoa đào khoanh tay đứng bên bờ suối lắc lắc đầu tỏ vẻ nàng chưa từng gặp qua người này bao giờ chỉ riêng hoàng tiểu muội là hoàn toàn không cảm nhận được sóng ngầm giữa hai người một tay chống nạnh một tay duỗi ra đuổi thẳng tiểu thư nhà ta nói không biết ngươi là ai đồ háo sắc kia mau tránh ra bằng không ta sẽ không khách khí đâu dám nói không biết hắn hai người dù gì cũng đã gặp mét vài lần còn từng cùng nhau ăn bữa cơm nữa mà thế mà giờ chỉ cần một câu như vậy của nàng liền biến thành hai người xa lạ ngự phượng đàn rất tức giận phăm phăm bước đến bên dòng suối nhìn cô gái đang đứng trên tảng đá nàng không biết ta chẳng lẽ ta nhận lầm người nàng không phải là đại tiểu thư thẩm vân khanh của thẩm gia à ái chà vậy đúng là kỳ lạ thật trên đời lại có hai người giống hệt nhau thế cơ à khóa kỵ xạ tới chắc ta phải nói cho thẩm vân khanh biết lúc ta ở nông thôn có gặp được một cô gái giống nàng ấy như đúc mới được hắn nhíu mày nói nhẹ nhàng bâng quơ trong giọng nói mang vẻ vô cùng kinh ngạc giống như đúng là hắn nhìn lầm người đứng trước mặt vậy. Nhưng Vân Khanh lại nghe ra được trong lời nói của hắn mang tính uy hiếp rõ ràng. Nếu hôm nay nàng không thừa nhận đây chính là nàng, hắn dù gì cũng là sư phụ môn kỵ xạ của nàng, về sau rất có khả năng sẽ động tay động chân vào thành tích của nàng đấy. Hơn nữa, có lẽ hắn sẽ rêu rao trước mặt nhiều người rằng cô gái này sắn quần nhảy choi choi qua những tảng đá bên bờ sông để xiên cá dù có bảo rằng đó chẳng qua là một người nhìn giống nàng như đúc nhưng trước đó vì nàng đã xin phép nghỉ vài ngày để về thôn trang nên ai nghe vậy mà chẳng biết cô gái đó chính là nàng đến lúc đó thanh danh của nàng sẽ mang tiếng là thô lỗ vô lễ truyền ra ngoài thì liệu nàng có thể chịu được không nàng biết ngay rằng chỉ cần hắn xuất hiện là không có chuyện gì tốt mà đôi mắt phượng của vân khanh ánh lên phẫn nổ cực kỳ bất đắc dĩ mà chọn lựa thái độ thức thời mở miệng nói Vừa rồi ta nhìn không rõ, giờ ra ngoài sáng nhìn kỹ mới thấy, dung mạo tú lệ thiên thành như thế này, đúng là phu tử trong thư viện rồi. Thanh Liên từ nãy đã biết là tiểu thư nhất định có quen biết với nam tử đang đứng trước mặt, chỉ không hiểu tại sao tiểu thư lại không muốn thừa nhận mà thôi. Giờ lại đột nhiên nghe tiểu thư chuyển giọng nói biết hắn là phu tử trong học viện, nhưng mà cách nói năng kiểu này chẳng dễ nghe chút nào. Ngự phượng đàn đương nhiên biết Vân Khanh nói câu tú lệ thiên thành là ý muốn mắng hắn ẻo là giống con gái, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Tốt xấu gì nàng cũng đã chính miệng thừa nhận dáng dấp của hắn coi cũng tốt lắm đó thôi. Đây đúng là lần đầu tiên Vân Khanh ca ngợi về bề ngoài của hắn đấy. Có tiến bộ, nghĩ thế, hắn vươn tay ra, vẻ mặt mang theo nét tươi cười nói, đứng ở trên tảng đá làm gì, không sợ ngã xuống à. Lại đây, ai cần ngươi lo. Tâm trạng của Vân Khanh lúc này đặc biệt khó chịu. Hôm nay khó khăn lắm mới tìm được chút thời gian thả lỏng một chút, hưởng thụ trời xanh mây trắng, cây cỏ xanh tươi trong lành, nắng vàng ấm ám, nào ngờ tên ngự phượng đàn ngọn nguồn của tất cả mọi tai họa này thế mà cũng xuất hiện ở đây. Nàng nhìn bàn tay với những món tay được tu chỉnh cẩn thận đang vươn ra trước mặt, giọng khinh khỉnh, người được nuông chiều từ tấm bé đương nhiên sẽ ngã, ta sẽ không. Nàng quăng nhánh cây đang cầm trong tay vào nước, hất tóc, xoay người qua bờ đối diện, nhấc chân nhảy qua. Hừ, nàng đã nhảy bảy tám lần rồi, đương nhiên sẽ không ngã. Nhưng ai nào ngờ, vì cảm xúc của nàng lúc này không được tốt bởi đang bực bội với tên ngự phượng đàn đáng ghét kia nên mỗi chân nhún lấy đà đặt vào một vị trí không đúng. Bởi thế lúc nhảy lên bờ thì chân tiếp đất trượt đi, ngã ngửa ra sau. May mà thanh liên vươn tay kéo lại nên không đến nỗi chật vật té vào trong nước. Nhưng mà dù vậy, vì để giữ thăng bằng chân phải của nàng buộc phải lùi ra sau một bước dẫm vào trong dòng nước bên bờ suối khiến cho nó bị nhúng ướt đẫm đến bắp chân hay nhỉ vừa rồi nàng còn mạnh miệng nói mình sẽ không ngã giờ lại cố tỉnh té xuống nước ngay trước mặt hắn mặt nàng lập tức đỏ bừng lên tức giận sách váy bước lên bờ thải thanh vội vàng nhảy lại cầm một góc váy của vân khanh lên vắt nước thanh liên cũng nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ tay vân khanh Đặt hoa đào sang một bên, hỏi: "Tiểu thư, giày của tiểu thư nhúng nước, bên trong chắc ướt sũng rồi." Tiểu thư nên cởi ra đổ nước bên trong đi rồi nói xong. Vân Khanh rậm rậm chân phải, cảm thấy bên trong ướt nhẹp rất khó chịu, đã vậy còn rất nặng, nhất định đã thấm không ít nước. Nàng càng nhìn Ngự Phượng đàn lại càng tức giận, răng nghiến vào nhau, kêu kèn kẹt. "Đồ quỷ sứ xấu xa chết tiệt này, gặp hắn đúng là sẽ xui xẻo mà." nhìn đi, không có đám nữ nhân háo sắc bên cạnh mà vẫn còn có thể làm hại nàng dẫm vào trong nước, đúng là đáng ghét đến cực điểm. Ngự Phượng đàn vô tội đứng bên bờ bên kia, bực mình rút tay về. Hắn đã nhắc nàng đứng trên tảng đá rất dễ ngã rồi đó thôi nên mới đưa tay ra định tiếp nàng nhảy sang. Ai bảo nàng cố tình không nhảy về phía bên hắn, nhúng nước rồi thấy chưa? Ai già, Khanh Khanh thật là nghịch ngợm quá đi hơn nữa cái vẻ mặt khi tức giận kia thật sự rất đáng yêu nha giống y như một con cá vàng đang phun bọt nước phì phì á hắn nhăn răng cười rất vui vẻ nhưng trong mắt vân khanh thì lại thành châm biếm cực kỳ đột nhiên nàng giận quá hoa liều quay đầu nhìn trái nhìn phải rồi bước đến dưới một gốc cây cầm lấy ống trúc đựng nước rồi quay sang cười tươi như hoa với ngự phượng đàn trong khi tay thì múc một ống nước hất mạnh về phía hắn phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn